2008 tiếp tục được dự báo là năm báo động đỏ đối với vấn đề an ninh mạng tại Việt Nam. Các giải pháp công nghệ đã tiến thêm một chặng đường dài giúp bảo vệ chúng ta trước những nguy cơ, nhưng các giải pháp này không giải quyết được tận gốc vấn đề. Phòng thân chống, đầu tư đồng bộ ngay từ ban đầu, nâng cao ý thức trong vấn đề bảo mật thông tin có lẽ là vấn đề các tổ chức, doanh nghiệp cần tính đến. Thưa quý vị, câu chuyện về bảo mật an ninh không ít lần được cảnh báo, song đó vẫn là khâu yếu của các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Và trong bối cảnh hiện nay, khi các đợt tấn công vì mục đích nổi tiếng giảm và thay vào đó là mục đích trục lợi, các cuộc tấn công có nguồn gốc nước ngoài cũng ngày một gia tăng, thì một lần nữa vấn đề an ninh thông tin lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Hội thảo triển lãm Thế giới An ninh Bảo mật 2008 vừa diễn ra tại Hà Nội. Báo cáo của các diễn giả đã mang đến bức tranh toàn cảnh an ninh mạng Việt Nam với những con số khiến người ta không khỏi giật mình. Trong năm 2007 đã có 342 website của Việt Nam bị hack bởi các hacker trong nước và nước ngoài. Có những website đã bị hack tới 2 lần. Nhiều website của các cơ quan doanh nghiệp quan trọng tại Việt Nam cũng tồn tại lỗ hổng nguy hiểm. Nghiêm trọng hơn, một số website tên miền .gov.vn đã bị hacker nước ngoài kiểm soát và gắn mã độc phát tán virus. Việc mất dữ liệu có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. Trong một số trường hợp doanh nghiệp có thể tê liệt hoạt động, việc phục hồi dữ liệu và lưu trữ lâu dài thông tin là các giải pháp mà tất cả các doanh nghiệp phải lưu tâm. Tầm quan trọng của dữ liệu không thể đánh giá thấp được. Các cái cuộc tấn công bây giờ không chỉ có mục đích phá hoại như ngày trước nữa, mà chuyển dần sang mục đích là trục lợi về tài chính, ví dụ như là làm giả thẻ để rút tiền, hoặc là lợi dụng những cái lỗ hổng ở trong hệ thống để rút tiền, ví dụ như một cái vụ vừa rồi đã xảy ra, đã rút tiền rất nhiều của ngân hàng vì một cái sai sót của hệ thống thôi. Khi xã hội thông tin, không gian mạng ngày càng phát triển, thì cũng đồng nghĩa với việc phát triển không ngừng của những hình thức tấn công, đánh cắp thông tin, những mối đe dọa về an ninh bảo mật. Cũng chính vì vậy, giới dùng mạng tại Việt Nam thường xuyên phải giật mình thon thót khi nạn nhân không trừ một ai, từ người dùng phổ thông cho tới cả những doanh nghiệp muốn thành công nhờ Internet. Hậu quả tất nhiên là điều khó có thể tính toán được. Mất an toàn về thông tin thì đúng là cái việc quy ra thiệt hại của nó rất là khó. Nó có thể là một con số rất là nhỏ, nhưng mà cũng có thể là một con số vô giá. Ví dụ anh mất một cái dữ liệu mà anh đã tích cóp nó hàng chục năm, hoặc là gì đó là một cái bí kíp của anh, thì cái đấy thực sự là vô giá. Bất kỳ một sự mất mát hoặc thất thoát thông tin nào đều ảnh hưởng lớn đến công việc. Do đó các tổ chức trên thế giới đều chú trọng đầu tư vào tính bảo mật và hiệu lực của thông tin. Tuy nhiên điều này đang gặp nhiều thách thức khi thông tin được chia sẻ qua các mạng cung cấp mở rộng. Thông tin được truy cập từ bất kỳ nơi nào và từ một lượng lớn các thiết bị số. Ngoài việc bảo vệ chống lại các nguy cơ bên ngoài, chúng ta cũng cần đảm bảo các thông tin nhạy cảm không bị rò rỉ từ bên trong. Mười năm Việt Nam chính thức kết nối với thế giới trong không gian Internet. Mười năm trên những con số tăng trưởng ấn tượng, cả nước có hơn 5 triệu thuê bao Internet quy đổi. Hơn 18,2 triệu người sử dụng thường xuyên, chiếm gần 21% dân số. Thế nhưng cũng trong 10 năm ấy, nỗi lo về tình hình an ninh mạng chưa bao giờ giảm đi mà ngày càng có dấu hiệu phức tạp hơn. Tất cả những thách thức gì mà người sử dụng máy tính, rồi các cơ quan, các doanh nghiệp ở trên toàn cầu này đang đối mặt thì ở Việt Nam cũng như vậy. Bởi vì đối với công nghệ thông tin, đối với mạng máy tính, nó không có biên giới. Một cái virus xuất hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới thì lập tức một vài tiếng đồng hồ sau nó cũng có thể xuất hiện ở Việt Nam. Rồi các cái công nghệ mà người ta dùng để hack, để xâm nhập vào các cái hệ thống mạng xuất hiện ở đâu đó thì ở Việt Nam lập tức người ta cũng có thể tìm hiểu tài liệu để người ta có thể làm được điều đó. Đây là một cuộc đấu tranh mà nó song hành. Nó song hành mà không có cái hồi kết thúc. Bởi vì mình kẻ xấu nó luôn lợi dụng cái không gian mạng để làm những cái việc mà thí dụ như rửa tiền, thế rồi ăn cắp tài khoản, thế rồi cái mục đích cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty với nhau. Thế là họ có thể là thăm dò các thông tin, thế rồi họ cố tình phá hoại cái hệ thống hội thông tin của các đối phương để nhằm cạnh tranh, mục đích cạnh tranh không lành mạnh. An ninh mạng vốn là vấn đề nóng trong năm 2006 và đến năm 2007 vẫn ở trong tình trạng bất ổn khi giới hacker mũ đen đã phân hóa một bộ phận ẩn mình trở nên phức tạp và nguy hiểm. Tiếp tục xuất hiện nhiều biến thể virus mới, tội phạm an ninh mạng sẽ chuyên nghiệp tinh vi hơn, mạng xã hội trở thành đích ngắm mới của hacker là những dự báo về tình hình an ninh mạng của các chuyên gia trong năm 2008 này. Và vì vậy, sự phát triển của những ứng dụng công nghệ thông tin và Internet luôn đồng hành với những nguy cơ mất an ninh là thực tế người ta phải thừa nhận và tìm cách để sống chung với nó.
Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử Internet từ 20 đến 30 năm về trước, có thể thấy đây là cuộc chiến không có hồi kết. Mặc dù tin tặc trình độ cao hơn, các mã tấn công viết ra phức tạp hơn, tinh vi hơn, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những nhà cung cấp giải pháp an ninh cũng đưa ra những giải pháp ngày càng tối ưu và hiệu quả hơn để chống lại các nguy cơ tấn công. Hiện nay đang tồn tại một thực trạng rất đáng lưu tâm là hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp đều không sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền, cũng không thuê các dịch vụ phòng chống virus từ nhà sản xuất. Chỉ có 3% ngân sách dành cho bảo mật công nghệ thông tin hàng năm tại hầu hết các doanh nghiệp. Mọi sự cố, họ thường tự xử lý dẫn đến hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngày nay các công ty vẫn còn chưa đầu tư xứng đáng cho lĩnh vực an ninh thông tin. Khi triển khai, các nhà điều hành thường nghiêng về sự lựa chọn đầu tư vào những lĩnh vực sinh lợi trực tiếp, như nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hơn là đầu tư vào an ninh thông tin. Ở Việt Nam một cái vấn đề rất lớn đó là mọi người chưa sử dụng các cái dịch vụ chuyên nghiệp. Mà ngay cả vấn đề virus máy tính cũng vậy. Hiện nay khi một cái máy tính nào đó bị nhiễm virus thì cái người sử dụng ấy, họ lại tự tìm cách loay hoay để đi tìm phần mềm này phần mềm kia về để diệt. Thế rồi nếu không được thì nhờ người này nhờ người kia xung quanh. Thế rồi các cơ quan doanh nghiệp thì thấy nguy cơ, tức là thậm chí là đã bị hệ thống của mình đã bị tấn công, đã bị hack, hoặc là thấy là cái tiềm ẩn cái nguy cơ như vậy thì lại cũng tự tìm cách mày mò đọc tài liệu để thử khắc phục cái này kia. Khi xảy ra sự cố, các doanh nghiệp thường sửa chữa vội vàng bằng nhiều hình thức mà không bình tĩnh để có giải pháp phù hợp, và do vậy những mối nguy hiểm chính nhiều khi lại không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Một hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại hay những khoản tiền đầu tư khổng lồ cho vấn đề kỹ thuật mới chỉ đảm bảo phần cứng cho vấn đề an ninh thông tin. Những biện pháp khắc phục khi sự đã rồi nhiều khi không thể hạn chế được những thiệt hại. Bởi vậy cũng quan trọng không kém để xây dựng một nền tảng cho an ninh mạng và bảo mật chính là ý thức luôn sẵn sàng và một tầm nhìn mang tính cảnh báo. Những tin tặc cực kỳ thông minh và họ luôn nghĩ ra những cách mới để đột nhập vào hệ thống. Chúng ta có thể có hệ thống bảo mật tối tân, nhưng người sử dụng không biết bảo vệ mình hoặc không ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra thì hệ thống đó có thể bị xâm phạm dễ dàng. Việc giao dịch tài chính trên mạng tại Việt Nam ngày càng nhiều và do đó vấn đề an ninh ngày càng trở nên quan trọng hơn lúc nào hết. Việc khắc phục hậu quả sau khi sự cố đã xảy ra là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là việc phòng chống. Vì là khi chúng ta bảo vệ dữ liệu không tốt mà gây ra sự cố, thì cái ảnh hưởng của nó gây ra cho doanh nghiệp có thể không lường hết được. Đề phòng sự cố bao giờ cũng rất quan trọng. Nó cũng giống như là vấn đề chữa bệnh, thì bao giờ phòng bệnh cũng tốt hơn chữa bệnh. Thế nhưng mà chúng ta không thể nói rằng là đề phòng là xong, mà đề phòng bao giờ cũng đi liền với các vấn đề là chúng ta có biện pháp đề phòng, chúng ta có biện pháp kiểm tra giám sát, chúng ta phải có cái biện pháp để đánh giá được hiện trạng và dự báo, cũng như là chúng ta phải có các cái biện pháp để ứng cứu khẩn cấp, chúng ta phải có các cái biện pháp để sửa chữa, có các cái giải pháp để mà khắc phục được các sự cố nếu nó xảy ra, và thậm chí là kể cả những cái sự cố lớn. Thưa quý vị, không phải cho đến bây giờ thì vấn đề về an ninh thông tin mới được cảnh báo, nhưng đó sẽ luôn là một vấn đề mang tính thời sự. Những hiểm họa trong không gian mạng có thể đến bất kỳ lúc nào, và đó chính là lý do khiến cho những nỗ lực cho an toàn thông tin trở thành một xu thế không thể nào khác. Bên cạnh việc đầu tư cho vấn đề kỹ thuật, nâng cao ý thức về an ninh an toàn mạng là yếu tố sống còn và quan trọng đầu tiên cho người sử dụng và vận hành những hệ thống công nghệ thông tin.